chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay xuất hiện trong chương trình sẽ là một cô diễn viên, người mẫu rất xinh đẹp với một vóc dáng mảnh mai, với những vai diễn đã để lại những ấn tượng trong lòng khán giả. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ khách mời của chúng ta. Hãy cùng chào đón diễn viên, người mẫu Karen Nguyễn. Chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đây nè. Xin chào tất cả khán giả, mình là Karen Nguyễn. Rất vui hôm nay có mặt gặp lại anh Huy tại chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Yeah, và chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì chúng ta sẽ gặp gỡ một bạn fan. Thì bình thường Karen có hay gặp gỡ và giao lưu với các bạn fan của mình? Thực ra là những lúc mà em gặp fan là những lúc mà đi dự liên hoan phim hay là dự mấy cái ra mắt phim, những cái sự kiện event thôi. Chưa bao giờ mà gặp fan riêng hay là đặc biệt là quay ở trong một cái chương trình hết á. Và ngày hôm nay không biết là bạn fan nào sẽ xuất hiện trong chương trình. Chỉ em một bạn duy nhất thôi. Và ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ bạn fan đó nhé. Xin mời. Em làm chị hết hồn bé. Em đừng có làm anh sợ. Em làm chị sợ bé. Không, em bảo vệ, bảo vệ. Em có phải là fan cuồng không? Em là một fan hâm mộ chân thành của chị Karen. Chào em. Dạ, em chào chị. Em vui. Em tên là Hải Dương và hiện tại em đang là một sinh viên và là một người đàn em của chị Karen ở trong trường. À, đàn em á. Tức là hiện tại mình đang theo học. Em đang theo học diễn xuất ạ. Chắc đây là lần đầu tiên mình gặp nhau và ở cái cự ly gần như vậy đúng không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên luôn. Từ khi nào em bắt đầu yêu mến Karen? Em yêu thích chị Karen từ khi mà bắt đầu xem những MV ca nhạc. Là em đã thích chị Karen vào những cái vai chị khóa thân, từ hiền tới hơi hơi ác chứ không ác. Hơi ác rồi, quá ác luôn. Nhiều người ta đâu thích. Chỉ là thần tượng em không? Mà anh. Nhiều người ta đâu thích. Anh có thích không? Không biết anh có thích nhân vật đâu. Nói thiệt là em cũng không có thích nhân vật đó. Nhưng mà tại vì mình là diễn viên thì đạo diễn cho cái gì mình làm đó thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ có thể chia sẻ nhiều hơn về những cái vai diễn cũng như là trong cuộc sống của mình, với những câu hỏi mà bạn ấy ngày hôm nay đã ấp ủ rất là lâu. Chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Xin mời tất cả cùng đến với phần 1. Chúng ta đang có mặt tại phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Như thường lệ thì ở phần này Huy xin phép được lùi lại phía sau để có thể dành khoảng không gian này cho hai bạn có thể giao lưu trò chuyện với nhau. Nhưng mà khi mà đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì một người nghệ sĩ thần tượng của một bạn fan thì mình sẽ phải có một lời hứa, đó là mình hứa là mình sẽ trả lời thật 100% trong chương trình ngày hôm nay. Chị sẽ hứa là trả lời thật sự 100%. Rồi, không gian này sẽ dành cho em. Dương có thể thoải mái để có thể đưa ra những câu hỏi mà mình mong muốn. Em bắt đầu nha. Ok, em bắt đầu đi. Câu hỏi đầu tiên thì theo em được biết là một cái vai điểm nhấn ấn tượng nhất của em và cũng đối với chị là vai Hân Tiểu Tam trong MV Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh của Hương Giang. Và chị đang rất muốn thoát khỏi cái vai đó. Vậy thì bây giờ chị đã thoát được chưa? Thoát được chưa thì chắc chắn là chưa. Vẫn là đang ở trên một cái đà mình tìm kiếm những cái nhân vật mới. Karen nghĩ là nó phải có một cái thời gian khá là dài để cho khán giả nhìn nhận, người ta mở lòng hơn, với lại Karen mở lòng hơn với những cái vai mới của Karen, thì Karen nghĩ là cần phải thời gian nữa. Dạ. Karen đã nhận được một cái giải thưởng ở trong Cánh Diều Vàng đúng không? Dạ. Thì đó là một cái vai diễn như thế nào?
nó giống như là Hân vậy, nó đều có một cái bệnh về tâm lý. Nhưng mà nó không phải là Tuesday Tiểu Tam, nó chỉ là một vai bác sĩ có bệnh về tâm lý, có vấn đề về tuổi thơ, mọi thứ đa nhân cách kiểu giống như vậy. Cái vai đó nhận được giải thì đó là một cái bất ngờ của em, tại vì vai đó là vai khá là nhỏ, khá là phụ ở trên trong phim. Cho nên là khi mà mình nhận được cái giải thưởng đó thì thực sự đó là một cái giải thưởng danh giá rất là lớn trong cái sự nghiệp của mình. Cho anh quay trở lại với cái câu hỏi về cái vai siêu trầy mà em nói, tại sao người ta rất là thích cái vai diễn đó. Dạ. Nhưng mà đối với em thì nó là một giống như một gánh nặng vậy. Nó đã để lại rất là nhiều ấn tượng trong lòng mọi người. Gánh nặng thì không phải là gánh nặng. Em rất là thích vai Hân, nó có nhiều chiều sâu hay là cái gì để cho một người diễn viên có thể trải lòng mọi thứ. Nhưng mà em nghĩ là nó đủ rồi. Tại vì khi mà mình làm đủ rồi mình làm nữa thì nó ô về anh. Đó. Quá là ô về. Nó bị ô về đó, nó giống vậy. Mà cái vai Hân đó em đã đóng 3 năm rồi. Chắc chắn mọi người đã ngán rồi, bản thân mình là diễn viên mình cũng ngán, mình muốn thay đổi nhiều hơn. Mình muốn có nhiều cái cảm xúc nhân vật nhiều hơn là chỉ có một cái vai đó thôi. Nếu em làm nữa thì em nghĩ là sự nghiệp của em sẽ chỉ dừng ở đó thôi. Nó sẽ là một cái kỷ niệm gì đó mình nên để lại để cho mọi người ấn tượng. Em nghĩ là một cái gì nó tốt nhất thì mình chỉ dừng lại ở chỗ đó để cho mọi người nghĩ về tốt nhất. Đừng có để làm cho nó tốt xong rồi nó đi xuống. Nó về. Mọi người sẽ có một cái thay đổi về cái vai diễn, về cái năng lực diễn xuất của mình nữa. Thì em nghĩ không, tới đó là dừng, là đẹp. Có bao giờ đi ngoài đường mọi người không gọi là Karen mà mọi người gọi có là Hân? Có chứ. Đa phần lúc mà mới nổi chút rồi mọi người biết đến là gọi là Hân không. Em đi giao lưu trường đại học á, mấy bạn Hân ơi kiểu gì đó. Em đang đứng chờ taxi với bạn, Hân ơi, chị chưa về, Hân ơi. Nó kiểu vậy đó chị anh, nó rất là, mọi người cứ gọi là Hân. Mình rất là vui khi mà mọi người nhớ tên nhân vật, chỗ mình cảm thấy hạnh phúc và mình không có quan tâm là mọi người gọi Hân hay là Karen. Rồi có một lần nữa, một kỷ niệm rất là vui khi mà em đi ra sân bay á, em bay từ Hà Nội về Thành phố Hồ Chí Minh thì em bị trễ chuyến bay, em chạy ơi là chạy nhanh tới cái quầy đó thì cái chị đó mới kêu Hân Aroda trễ chuyến bay rồi, đóng tiền bay chuyến khác. Trời ơi, em tưởng là nhận ra em thì là cũng là du di cho em đi vô đúng không? Không, đóng tiền đô bay chuyến khác. Trời ơi, chị dễ thương quá trời, dễ thương luôn. Chị nhận ra mình cười té tát, dạ đúng rồi chị. Hỗ trợ em tí chị ơi. Hỗ trợ em chứ không, em đóng tiền bay vô chuyến khác. Trời ơi. Em có theo dõi theo Facebook á, thì em thấy là chị đang sắp sửa đám cưới với bạn trai của mình. Thì em muốn hỏi là giữa yêu và công việc á, thì em thấy cái thời gian của chị khá là ít, thì làm sao chị có thể sắp xếp thời gian vừa cho công việc và vừa để có thời gian cho người yêu của mình? Cái này thì chắc cái đó là cả tháng tư. Cá tháng tư. Hả? Cá tháng tư đúng không? Bữa đó đăng lên 1 tháng tư mọi người hay. Đúng rồi, cái đó là ngày cá tháng tư, nhưng mà thực sự là sự kiện thiệt, có thiệt. Đấy, em là fan chân chính, em biết mà. Có thiệt luôn. Dạ, 100% thiệt. Tức là anh ấy cầu hôn ngay ngày cá tháng tư. Nếu mà nói cầu hôn ngày cá tháng tư thì không phải. Tại vì thực ra em mới được cầu hôn là trước đó khoảng tuần. Thực ra là em cũng định post vào cái ngày hôm sau, nhưng tại vì lúc đó vui quá cái hôn mình post luôn. Cái sau mà mọi người ai cũng hỏi là ủa tại sao lại cầu hôn vào ngày cá tháng tư, ngày 1 tháng tư, kiểu giống vậy. Có một câu để em biết cái đó là sự thật là hôm nay là ngày cá tháng tư nhưng em đồng ý là thật. Tôi chỉ nhìn thấy rồi, tôi thấy mấy người mà đăng lên cầu hôn ngay cái mấy cái ngày 1 tháng 4 tôi không có tin. Nhưng mà qua hôm nay thì tôi biết rồi, tôi biết sự thật rồi. Thôi bây giờ mình đang cái đà, mình đang chia sẻ để cho nhiều chuyện chút xíu. Mình có thể chia sẻ nhiều hơn về cái người người bạn bạn đời của mình được không? Bạn đấy thì bằng tuổi em. Tụi em quen nhau là hơn 2 năm rồi. Và trước đó là trước khi trở thành người yêu á, thì là cũng là bạn học 2 năm. Thì coi như là từ lúc mà biết nhau tới bây giờ là khoảng 4 năm hơn. Mà em với bạn trong lớp là hay đấu khẩu lắm, không có bao giờ nói chuyện đàng hoàng với nhau hết trơn. Bởi vậy, người ta nói sao á, ghét của nào trời trao của đó. Đó, giống vậy đó. Mà tới tận bây giờ hai đứa quen nhau thì cũng gây lộn, ngày nào cũng đấu khẩu với nhau hết trơn. Nhưng mà nó vui, nhưng mà đúng không? Thiếu thì lại nhớ, chắc thiếu chắn. Thiếu thì nhớ, đúng. Ok, thì bây giờ mình quay trở lại với câu hỏi mà Dương vừa mới đặt cho Karen. Còn nhớ không? Nhớ, không, câu hỏi gì, em hỏi gì vậy? Dạ, cái thời gian mà chị dành cho công việc và yêu á. À, nếu mà cái thời gian thì chắc là anh Huy nghệ sĩ thì cũng biết là các bạn diễn viên khi mà có người yêu ngoài ngành á thì cái người ngoài ngành người ta sẽ thiệt thòi hơn một chút. Không biết hả? Chưa có người yêu hả? Thiệt không mọi người? Không biết gì hết. Thiệt không mọi người? Không có người yêu ngoài ngành. À
là có người yêu trong ngành. Không có luôn. Thôi, tôi biết rồi nha. Hôm nay là bóc phốt anh Huy là có người yêu trong ngành cho mọi người. Ngày mai là lên báo là Huy có người yêu trong ngành. Ai thì từ từ biết. Không có người yêu ngoài ngành, không có người yêu trong ngành luôn. Nói chung là nghệ sĩ thì biết là mình hay đi làm đúng không? Rồi ok, xin mời Karen chia sẻ tiếp. Cùng là diễn viên, nghệ sĩ với nhau thì mọi người sẽ dễ thông cảm hơn. Nếu mà ngoài ngành thì các bạn sẽ chịu thiệt thòi một chút xíu. Giống như là mình đi làm thì cũng phải chấp nhận cái việc đi làm. Chuyện mà mình ôm ai, ôm bạn diễn, hung bạn diễn, một họ cũng phải chịu nữa. Nó giống vậy đó thì thật sự là thương bạn trai thì vì bạn phải chịu những cái đó nhiều hơn là mình. Nhưng mà đã bao giờ mình gặp trắc trở trong cái việc đó chưa? Trắc trở thì chắc là ở những mối tình trước. Họ không chấp nhận hoặc là họ gây khó dễ cho mình. Thì sau những cái mối tình trước thì em rút kinh nghiệm là nếu một người nào đó muốn tiến tới với mình, muốn yêu mình thì đầu tiên là phải yêu luôn cả công việc của mình, phải chấp nhận và thông cảm những cái công việc của mình thì em mới chấp nhận tìm hiểu. Đó là vậy. Với lại diễn viên thì cũng không phải lúc nào cũng bận. Nhưng mà bận có một cái khoảng thời gian là bận 1 tháng, 2 tháng, sau đó thì lại rảnh. Nó giống vậy đó thì mình bù đắp qua lại thôi. Ai rảnh hơn thì gặp người đó hơn. Thực ra là công việc của bạn em cũng rất là bận. Bạn đi làm cũng không có thời gian nhiều, cho nên là tranh thủ lúc nào gặp với nhau được thì lúc đó. Em có một cái câu hỏi tiếp theo dành cho chị là em có theo dõi Facebook chị rất là lâu, thì em thấy chị có đăng một cái clip hát bài Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh. À, em thấy rất là hay luôn. Là Karen hát luôn? Dạ đúng rồi anh. Chính giọng hát của Karen hát? Dạ đúng vậy. Là hát vui vui thôi. Hôm nay vui không? Vui chứ. Hôm nay vui hát. Vui hát thử. Vui hát thử. Không đúng biết rồi. Là bây giờ nhớ bài anh Tâm. Nếu mà hát dở thì xin lỗi trước nha. Không sao đâu, mình đang hát vui mà. À, hát xóa. Mình là diễn viên, mình có phải ca sĩ đâu đúng không? Đúng rồi, xí xóa được. Okay. Nghe câu này yên tâm đấy ha. Anh đang ở đâu đây anh? Có hay về em này? Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới. Nên anh đâu nào đây? Anh đang ở đâu? Có trở về không? Hay lạc nhau đến muôn đời rồi? Ngày nhìn mưa. Em quên lời rồi anh. Em quên lời rồi. Em vừa hát mà em mới suy nghĩ luôn, em quên rồi. Em đang phiêu luôn á. Trời ơi. Sorry. Tự nhiên em quên lời luôn rồi. Nhưng mà hay hay. Hay anh hay. Hay hay hay. Hay hả? Hay. Giọng nghe khàn khàn. Nó hơi khàn khàn đó không? Nó hơi khàn khàn đó. Em chị Karen luôn hát hay. Thôi mình cũng đã được nghe hát rồi đúng không? Dạ. Ok. Em còn một câu hỏi nữa cho chị. Đó là em đã thấy chị tham gia rất nhiều sản phẩm của những nghệ sĩ khác rồi, thì chị định khi nào mới có một cái sản phẩm riêng cho mình? Wow. Câu hỏi này thì thực ra là Karen cũng nhận rất là nhiều lần hỏi của mấy bạn fan, mà ngay cả các bạn đồng nghiệp cũng hỏi. Nhưng mà Karen nghĩ là hiện tại thì mình sẽ hơi bận một chút xíu cho công việc về phần gia đình. Còn riêng thì Karen nghĩ là mình phải có thêm nhiều thời gian nữa. Phần biên kịch, kịch bản rồi mọi thứ chỉnh chu, đặc biệt là về phần tài chính nữa. Thì Karen nghĩ là chắc hơi lâu đó. Chắc một khoảng thời gian nữa. Hiện tại thì chưa có dự định. Dạ, em mong là sẽ nhanh thôi, tại vì em và các bạn fan đang rất là mong cái sản phẩm đó ra mắt. Cảm ơn em. Thực ra thì hy vọng là những cái vai sắp tới Karen nhận thì sẽ được nhận được nhiều cái sự yêu thương của khán giả, cái sự chào đón của khán giả hơn trước khi mình ra mắt cái sản phẩm riêng của mình. Nếu như mà để cho mình mong muốn có được một cái vai diễn trong thời gian sắp tới thì Karen muốn mình sẽ hóa thân là một nhân vật như thế nào, mình có thể tưởng tượng ra được không? Theo em thì em thích những cái vai mà có thiên về phần tâm lý hơn một chút. Em không quan trọng là thiện ác hay là gì hết, nhưng mà nó phải là một cái vai hay. Ngoài ra thì em nghĩ là em cũng có thể đóng những cái vai hài hài vui vui một chút. Nhiều khi như vậy thì mọi người sẽ có những cái suy nghĩ khác về mình. Yeah. Nói chung là mình muốn được trải nghiệm nhiều cái nó hay hơn, nó thú vị nhưng hơn. Nhưng mà chắc chắn là từ đây và một thời gian dài về sau thì chưa biết khi nào em sẽ quay trở lại, và chắc chắn là cũng sẽ không có đóng cái vai tiêu xe nữa. Và qua phần đầu tiên thì chúng ta nói chuyện với nhau như vậy thôi, chúng ta sẽ đến với phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Và trước hết chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại được chuyện kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Đó là một thử thách mà chương trình dành cho hai bạn. Rất đơn giản thôi, trong khoảng thời gian 3 phút,
chúng ta sẽ cùng nhau thổi hết những cái giấy màu ở trên bàn này, thì chúng ta sẽ lộ ra một đề bài. Trên bàn chúng ta sẽ có 6 bức hình và mỗi bức hình sẽ có một điểm khác nhau so với tấm hình gốc của chúng tôi. Vậy mình tìm và... điểm khác nhau đúng không anh? Đúng rồi, nếu như hoàn thành thử thách các bạn sẽ nhận được một phần quà của chương trình. Nếu như mà không hoàn thành được thử thách thì sẽ thêm một cái hình phạt nho nhỏ của chương trình nữa. Có thưởng có phạt. Có thưởng có phạt. Bây giờ là đồng đội thì hãy thể hiện quyết tâm đi nào. 1, 2, 3. Yeah. Thời gian 3, 2, 1. Bắt đầu. Thổi. Hay quá. Trời ơi, sức mạnh của đàn ông. Thể hiện đi em ơi. Thể hiện đi. Đúng rồi. Công việc thứ hai đó là gì? Tìm đó đi, là tìm, gì? Tìm đi, tìm đi, tìm. Hãy quan sát thật kỹ nha. À, tập trung, khả năng tập trung của chúng ta như thế nào. Bạn Dương đã tìm ra được một vị trí đầu tiên. Tiếp theo, vị trí thứ hai. À, cái này tôi cũng tham gia vào xem là có hỗ trợ gì được cho người chơi hay không. Hiện tại thì Cá Đình vẫn chưa tìm được một điểm khác nhau nào trên các bức hình. Có nha, một có rồi, này một này cái này rồi nha. Như vậy là dạ, đã 50%. Hãy để ý những điểm nổi bật trên bức hình của chúng ta. À, hiện tại thì nó hơi khó ở cái việc là một chiếc áo xanh và một chiếc áo đỏ đã được tìm ra. Còn hai vị trí khác nhau nữa. Mệt quá, mệt quá. À, một cái ông mặt trời khác nhau. Và hiện tại chúng ta chỉ còn lại duy nhất một bức hình. Một bức hình thôi. Cái này tìm rồi, cái này tìm rồi em. Cái này tìm rồi. Duy nhất, một bức hình cuối cùng. À, liệu hai người chơi có thể vượt qua được thử thách này hay không? 30 giây cuối cùng. Trời ơi, lấy luôn bức hình gốc của chương trình để có thể dễ dàng so hơn. 10 giây cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Khi mà hết thời gian thì hai nhân vật của chúng ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chưa được. Và ngay bây giờ Huy sẽ đưa ra đáp án của chương trình. À, tăng 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 tăng. À, bức ảnh đầu tiên, áo đỏ và áo xanh, chính xác. A, B trên quyển sách. A, B, chính xác. Ông mặt trời, chính xác. Tiếp tục, 4 bông hoa. Ở đây có 3 bông hoa, thiếu 1 bông hoa, chính xác. Cuối cùng, con mắt nhắm mắt mở, chính xác. Và điểm cuối cùng ở bức ảnh thứ 6, đó chính là cô gái có bông hoa được cài trên tóc. Karen cảm thấy như thế nào về thử thách này? Khó thiệt á, nãy giờ em đứng em vẫn nhìn. Còn Hải Dương thì cảm thấy như thế nào? Dạ, em thấy vui khi được mà chơi chung với chị Karen. Cảm thấy vui quá đúng không? Nhưng mà chơi thua. Chơi thua rồi. Thì mình sẽ phải đến với một hình phạt nho nhỏ của chương trình. Ngay bây giờ sẽ là hình phạt. Hình phạt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng có một đoạn nhạc. Mình sẽ phải nhảy rồi theo cái lời bài hát. Nhảy luôn hả? Âm nhạc bắt đầu. Chơi. Yêu chim nè, yêu chim nè. Mến chim nè. Vì mỗi lần thì sao nào? Vui nè, vui sao nào? Vui nè, vui nè, vui kỳ quá, mặt vui kỳ quá. Ủa nữa hả? Ủa dài vậy anh? Tiếp đi chứ. Yêu chim sao nào? Mến chim nè. Vì mỗi lần chim hót em buồn. Rồi, đã được rồi. Ok. Yeah, như vậy là cũng đã hề hước lắm rồi. Cũng vui lắm rồi. Muốn hồn thấy hơi muốn hơi ghê đó. Không sao đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần quà. Và đây là phần quà dành cho hai bạn. Đây là hai voucher mua sắm dành cho hai bạn. Ngày hôm nay khi mà Hải Dương đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao được gặp thần tượng của mình thì cảm giác của em như thế nào? Em đang cảm thấy rất là vui trong lòng. Chắc tối nay em về ngủ không được luôn á. Tối về mất ngủ luôn đúng không? Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Và Karen thì như thế nào? Đầu tiên là gặp fan là vui, không những được gặp rồi còn trò chuyện, chơi trò chơi chung, xong rồi còn múa một bài chim chung nữa thì nó quá là vui luôn á anh Huy. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại.
cũng lâu lắm rồi mới được chia sẻ về những dự định cá nhân cũng như là dự án, hay là về nói chung là chia sẻ về bản thân mình nhiều hơn một chút. Cho nên là mình nghĩ đây là một cái cơ hội tốt cho Karen để có thể đến gần với khán giả hơn. Em và các fan đang rất là mong những sản phẩm sắp tới của chị trong tương lai. Em sẽ luôn ủng hộ chị. Yeah!